chị em mới về. Ủa nói với chị là đi công tác tới 3-4 ngày mà sao mới 2 ngày là phải về rồi? Sếp em có việc gấp á, cho nên là cho cả đội nghỉ luôn. Mà chị, hồi nãy á em có mua nhiều mực trứng lắm, tươi mà ngon lắm luôn á. Em mua ở làng chài mà mua ngay buổi sáng nữa. Mực trứng hả? Ừ, mai á là cuối tuần là anh chị hai sẽ qua đây chơi. À, vậy thì mình nấu món gì đã anh chị ăn đi. Bây giờ nấu món gì ngon ta cũng không biết luôn á, mực trứng nghe khó quá. À thôi, để chị qua cái chương trình món ngon cuối tuần đó, cái chị nhờ anh đầu bếp chỉ cho chị vài món về mực trứng, xong cái chị về đây chị chỗ tài nấu cho mọi người ăn ha. Được đó chị. Anh Ryan và Ngọc Suy xin được kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và đây là anh Ryan. Xin chào Ngọc Suy. Dạ. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Anh ơi, hôm nay em lại làm phiền anh nữa rồi. Em đem đến đây mực trứng, nhưng mà em không có biết làm món gì từ mực trứng hết. Anh có thể giúp em được không? Thật ra thì nó không có quá khó đối với anh và chương trình. Nguyên liệu này rất là dễ chế biến và có rất là nhiều cách để chúng ta chế biến để chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn. Anh cũng sẽ tặng cho em và quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Cuối Tuần một món ăn kết hợp với lại mực trứng. Món ăn này có tên là mực trứng khìa nước dừa. Mực trứng khìa nước dừa, bình thường là em thấy là thịt khìa nước dừa. Mà chưa bao giờ nghe là mực trứng khìa nước dừa. Thì em nghĩ là món ăn này cũng khá là đặc biệt. Cách làm như thế nào thì bây giờ Ryan và Ngọc Xuyên sẽ mời quý vị cùng theo dõi từng bước làm. Anh Ryan ơi, em muốn hỏi là cái cách mà mình lựa mực trứng á, thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là cái bí quyết mình lựa mực sao cho tươi cho ngon được không? Khi chúng ta lựa cái phần mực trứng này, mình nhìn thứ nhất là bề ngoài của mực mình thấy cảm quan rất là tươi. Thứ hai nữa là mình nhìn con mắt, mắt của mực vẫn còn trong và nó không có bị đục. Và thứ ba nữa chúng ta có thể cảm nhận được cái mùi nếu như khó chịu quá thì có thể mực đó đã để lâu không rồi, không còn tươi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần khìa. Đầu tiên anh sẽ mở lửa và mình sẽ cho vào đây dầu ăn. Khìa thì mình cũng sẽ không cần quá nhiều dầu ăn đâu đúng không anh? Đúng rồi, mình sẽ cân đối theo cái lượng mực trứng. Dạ. Anh sẽ cho vào đây một ít đường tạo cái màu để cho cái phần mực nó đẹp hơn. Bây giờ chúng ta đợi cho cái phần dầu ăn và đường này nó tan ra, sau đó đường nó chuyển sang màu nâu cánh gián thì chúng ta sẽ cho mực vào chúng ta đảo. Sau khi phần đường đã chuyển sang màu thì chúng ta cho tỏi, hành tím và ớt sừng vào. Hành tây thì ở đây anh sẽ cắt sợi. Hành tây là mình ăn kèm vô hay là mình sẽ khìa chung luôn anh? Mình sẽ khìa chung luôn. À, bây giờ mình sẽ đợi cho phần đường nó chuyển màu, sau đó chúng ta cho bơ và chúng ta cho đường. Ở nhà bình thường em thắng á, em làm cháy không? Cái này cũng hơi khó làm đúng không anh? Thật ra thì nó không khó. Nếu chúng ta làm thường xuyên thì chúng ta có thể canh được cái nhiệt độ nè, chúng ta canh được cái màu. Và đặc biệt là khi làm phương pháp này, quý vị khán giả chúng ta cần phải lưu ý và rất là cẩn thận nha quý vị. Bởi vì nó sẽ dễ gây phỏng. Bây giờ anh sẽ cho hành tây trước. Tiếp theo anh cho gừng, ớt sừng, tỏi, hành tím. Thơm quá à. Và anh cho bơ lạc. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đều. Mình đảo đều cho cái phần hỗn hợp này nó lên cái mùi thơm và nó có màu đẹp. Anh sẽ cho vào đây một ít nước mắm, cho tương ớt. Màu em thấy rất là đẹp luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ xếp mực trứng vào. Mình sẽ xếp lên trên bề mặt của cái nguyên liệu. Đúng rồi, chúng ta xếp xen kẽ nhau. Với món này thì mình sẽ ăn kèm với cơm hay là mình ăn kèm với cái gì nữa không anh? Thật ra với món ăn này chúng ta ăn kèm với cơm là ngon nhất. Chúng ta có thể ăn không nhưng mà chúng ta phải cân đối lại cái độ mặn để chúng ta ăn không. Rồi, anh sẽ cho nốt cái phần hành tây và hành lá lên. Tiếp theo anh rắc một ít hành lá lên đây. Anh cho nước dừa tươi vào. Anh sẽ nêm vào đây một ít hạt nêm, chút muối, một chút đường, tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ để cái phần mực này nó khìa ở bên trong nước dừa khoảng chừng 15 phút thì chúng ta có thể thưởng thức. Món ăn này rất là đơn giản và nhanh phải không quý vị? Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của chúng ta. Cho nên trong thời gian khìa này quý vị có thể đi làm những công việc khác và chúng ta nhớ đặt hẹn giờ. Sau 15 phút chúng ta sẽ quay lại để chúng ta kiểm tra cái nồi mực khìa nước dừa của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ 15 phút nữa để món ăn chúng ta được hoàn thành nhé. Em đã bắt đầu thấy mùi thơm rồi đó. Và bây giờ món mực trứng khìa nước dừa của chúng ta đã đủ thời gian rồi. Anh sẽ hạ lửa nhỏ và chúng ta
chuẩn bị ra món. Dạ. Và món mực trứng khìa nước dừa của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ anh mời Ngọc Xuyên sang bên kia, anh em mình cùng thưởng thức. Dạ, xin mời. Cuối tuần là thời gian cùng nhau quây quần chế biến các món ăn ngon để chiêu đãi người thân và bạn bè. Chương trình Món Ngon Cuối Tuần xin gợi ý món ngon hấp dẫn phù hợp cho những bữa tiệc hoặc bữa ăn gia đình cuối tuần. Đó chính là món mực trứng khìa nước dừa. Món ngon đơn giản, gần gũi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Mực trứng tươi ngon được khìa cùng với nước dừa để giữ được trọn vẹn vị ngọt thanh, kích thích vị giác vô cùng. Chúc quý khán giả cùng người thân bạn bè sẽ có bữa ăn cuối tuần thật ngon miệng với món ngon này nhé. Và món ăn anh đã dọn sẵn ra đây rồi. Bây giờ anh sẽ lấy cho Xuyên một ít để chúng ta cùng thưởng thức nha. Dạ, em cảm ơn anh. Và với món mực trứng khìa nước dừa ngày hôm nay rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình hoặc là cuối tuần, chúng ta có thể làm thế này và chúng ta nhâm nhi cùng bạn bè nữa cũng rất là vui đó quý vị. Em nghĩ là món ăn này sẽ là cái món ăn mà làm thay đổi cái khẩu vị của bữa cơm gia đình bình thường rất là nhiều luôn. Tại vì bình thường mình ăn sẽ có những cái món nó quá quen thuộc rồi, và cái món này thì cái vị nó rất là lạ. Khi mà em ăn vô cái con mực á, nó không hề bị tanh và rất là mềm, thịt mực rất là mềm luôn, hòa quyện với lại nước dừa nè, rồi tất cả những cái gia vị mà anh đã nêm nếm vào đây, rồi mình ăn kèm thêm là tỏi phi anh rắc như đây nè, rồi salad nữa, thì nó hòa quyện vô nó rất là tuyệt vời luôn. Và em nghĩ là món ăn này cũng là món ăn mà để kết nối tất cả mọi người lại vào những dịp cuối tuần để mình cùng ngồi xuống nhâm nhi với nhau một chút xíu và kể cho nhau nghe về một cái tuần trải qua đó như thế nào. Rất là hay. Và rồi anh cũng hy vọng rằng không những Ngọc Xuyên và người thân của Ngọc Xuyên thích món này, mà quý vị khán giả đang xem chương trình cũng có thể bỏ túi cho mình một món ngon và mình hãy lấy ra mình sử dụng vào dịp cuối tuần nha quý vị. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, cũng đến lúc Ryan và Ngọc Xuyên nói lời tạm biệt. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình sẽ vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần vào lúc 11:50 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ Ryan cùng Ngọc Xuyên xin gửi lời chào và hẹn gặp lại.